này con đây đang nâng hồn lên tới Chúa. Này con đây đang đặt niềm tin nơi Chúa, nguyện thương con chỉ lối soi đường tìm ý Chúa giữa lúc hoang mang đời con. Acipe anul de Manu Petri, de novo de selecționul principis apostolorum, direcționul tuan în reeclesia în coborare. Ad onore de ai omnipotenti sexantorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Santi Domine Apostoli, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cổng chân dự của nhà dòng để bước lên khán đài này, vì tôi không dám nghĩ, không có chờ đợi một cái cuộc đón tiếp long trọng như vậy. Nếu mà chỉ được 1/10 như thế này thì tôi cũng đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Tôi chỉ biết cảm ơn cha hạt trưởng Bí Cha, nhà dòng và tất cả anh chị em ở hạt Di Linh. Là một cái hạt mà tôi luôn luôn nhắc đến như là đại diện cho cái vùng anh chị em dân tộc thiểu số. Và mới nhìn qua thì tôi cũng thấy sự hiện diện của anh chị em dân tộc thiểu số là con số đông, và Di Linh của chúng ta có được nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái công trình là cũng nhằm để phục vụ anh chị em dân tộc trước hết. Như là Jabran phải dịch cho tôi mới được chứ. Jabran chạy đâu mất rồi. Hay nhỉ. Mới có 1-2 năm mà ông đã trốn tôi rồi. Xin lỗi, hồi nãy giờ tôi quên mà. Tôi thấy Jabran cũng trẻ ra. Đẹp sẽ thi không tập lại xuất sắc quá khổ mà đi nó nói lớn đẹp sẽ thi bất khả của mình xong rồi này. Vì tôi biết rằng xin lỗi các chèo các sơ chỗ nào có ghế ngồi ta ngồi xuống. Chỗ nào có ghế ngồi thì cứ ngồi. Tôi sẽ có dịp gặp một vài cái giáo xứ và cộng đoàn anh chị em dân tộc, cho nên theo thói quen thì tôi vẫn thường hay nhờ cha Sơn Tam Bố
viết cho tôi một vài điều bằng tiếng dân tộc. As as đẹp kít là đẹp sung sung tím là ô chào bị hớt tăng bé sột đẹp sơn chi cho nào chào là đẹp in bờ to. Nhưng mà ai cũng biết rằng trong thời gian vừa qua thì cha Sơn ngài bị bệnh nặng. Vì thế cho nên tôi không phải dám nhờ đến ngài. Bây giờ tăng bẹp ít, tăng ở lại đây để ngọt gan, bẹp sơn còn cầm chức, bây giờ tăng bẹp ở khít, tăng sâu ở tay. Tuy nhiên, tới phút chót, tôi nghĩ rằng đến với anh chị em dân tộc mà không có một vài lời tiếng dân tộc, sợ anh chị em hiểu lầm là tôi không còn nhớ đấy và không còn thương anh chị em nữa. Bên cái lối là tầm tu tụng tơ lờ mở cái tu là chuyện nào đất con cháu ghen bẹp mọt o mi mê bà đất là bẹp húi o mi mê bà. Nhưng khi ngài viết cho tôi thì hai trang thì tôi lại không có thời giờ để đọc. Mà sao tầm tu bẹp chứ bà tăng ghen bẹp ở cái tu là xịn. Rồi khi xe tôi vừa gần đến Kinh Vương thì tôi lại ăn năn hối hận. Tôi lại móc túi ra, tôi đọc thử. Mà sao tầm tu tốt tầm bộ Kinh Vương ghen bẹp có lỗi luôn. Ai có tâm tội còn xin luôn. Rồi là tôi ghé qua tâm bố, tôi trả bài về là nhà sơn. Tôi phải gần bè lót găng tâm bố, đốt xuân đẹp sơn. Nhà sơn nói, được. Rồi lên xe thì có cha chánh văn phòng cũng là một chuyện. Tôi có năm cái ý tưởng, đẹp rèn nghe tôi đọc từng cái ý tưởng rồi dịch. Mà thấy tôi viết dở thì cha nói cho nó hay. Eomi cần gờ bỏ ngay đô tạm và ta gờ bỏ lùng làng và sơ mắt sơ mại đi anh mẹ là Eomi đã chào bạc mẹ đã chào con hề ghé quên tạm tìm mắt bàn vui chờ hợp chờ bởi vật quá bởi tàn kinh đỡ. Giữa ả đã giờ nào euro ngăn tạm nút hầm anh mơ ả đã có mì. Đẹp đi ngọt ngăn răm sân âm răm một ô mì mẹ bạp. Sốp mẹ cổ, sắp mẹ kra. Đủ bộ ô mì mẹ bạp. Anh chờ hợp mà bởi tỏa ngăn tại vớ. Anh né lít tế, né đơn kýt, né ghế vàng xin đặt cơ bố. Hoài gớt chào đu ra vàng, tạm ủ chá đô, ủ chá mơ ủng bàng mẹ bạp ở mì đi. Né ôm kýt ghinh đỡ rài rơ nà. Bẹp rung giao giao vàng, tạm bẹp né lít tế, ủ chá đô. Do ai bẹp in nữa, rót đi hết, giàu giàu già kiếm nợ. Tôi xin lỗi, đã mấy ngày dịch ra tiếng Việt, đã ra ngày dịch ra tiếng Việt, không tốt lắm. Tôi sẽ nói tiếng Việt. Chết rồi, tôi xin lỗi anh em người Kinh, ngày dịch ra tiếng Việt, ngày dịch ra tiếng Việt. Còn lại hai câu ok nhìn ra tiếng Việt. Bên ta tạm gờ bó bàn hớ lớn có mi in còn chào rơ gơi ôm kít rình ròm bàn rơ gơi tu nút tổ bàn lỡ gớt à đã giờ nào bờ hiàm nhàm mờ đú khoai và tình yêu thương làm cho chúng ta liên kết với nhau tốt mạnh hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn.
mơ ta anh đang ít lá ở mi anh ăn nụt gờ bò mơ anh mơ anh đang đớt ngăn anh gót làm nụt anh gờ liều sơn và ta gờ bò mơ có mi. Đức Hồng Y nhận biết rằng anh chị em yêu mến Ngài. Cái sự yêu mến ấy là một cái điều rất quý giá trong cuộc đời của Ngài. Thì tôi thú thật ba câu đầu hay hơn hai câu sau nhiều. Cho nên anh chị em người kinh mà nghe hai câu sau này mà thấy hay thì tưởng tượng là ba câu trước hay gấp đôi. Anh chị em thân mến, thì tôi sống ở trên cái miền đất này đã 72 năm. Anh ấy kí tâm u đà đô ô chật bà sơ nằm. Cả chức linh mục và chức giáo mục. Gớt châu lưu dạ, gớt châu xin y sân. Tôi cũng đã sống 49 năm. Gớt châu lưu dạ là gớt châu xin y hiện nay. Kí xin, quan chức xin sơ nằm. Một thời gian đủ để có thể hiểu biết về con người và cái vùng đất này. Sơ năm cần hai tên là cái gì là quạng quần một nút mà cũng tiền đồ. Trong những tâm tình, tôi muốn chia sẻ một điều mà thôi. Tâm nút năm cành tâm bà cho nào đất đuôi cho nào tăng. Trên cái phần đất Di Linh này, tin mừng của Chúa đã được loan báo. Tâm ưu ta hành trên đó, và ta chỉ nào dân nhân cần rảy tiền này cái hiệu tốt ích. Đã được đón nhận. Này cái hoạt tỏa sân. Đã mang lại nhiều hoàn trái. Này cái lý cốt ra chúng ta. Chúng ta thấy các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm. Ủa thầy cô, cái bồn, cái tia già, cái bồn già. Đạo Paul tu bây giờ đã mang lại cái niềm vui, cái niềm hy vọng. Nó chạy quân, người ta chở, người ta cần học. Hạt giống đã được gieo xuống rồi. Các sinh tiên là cái gì? Hạt giống cũng đã bị mục nát rồi. Các sinh tiên là ổn lệ. Đức cha Doan Cát Sen. Cha Nguyễn Thế Thuấn. Bẹp Nguyễn Thế Thuấn. Cha Du Xe Phùng Thanh Quang. Bẹp Du Xe Phùng Thanh Quang. Và nhiều cái gương mặt khác nữa. Họ đã là bố mặt đại sân. Đã nằm xuống trên cái phần đất này. Này biết là tầm ú tia đó. Và như lời Chúa hứa hạt giống mục nát thì nó mang lại nhiều hoa quả. Về chỗ nào cần rải này ho, các sinh viên lấy bom lê kèm click ra chúng ta. Hoa quả là chúng ta đây, chúng ta là con hề đó. Chúng ta hãy luôn luôn biết ơn những bậc tiền bối của chúng ta. Ơn ngài dân giao tế đã lập cho lột đài của con hề. Và chúng ta phải biết đáp trả những công lao của các ngài. Còn lại bằng cái sao luôn là người ta bỏ ra một cái đi. Những gì mà chúng ta đang sống và đang làm ở trên phần đất này. Chỉ là bỏ lại cầm kích mà cầm lơ, cầm ủ tia đó. Là những điều mà cha ông chúng ta hoặc đã làm. Là ở lại bỏ, ông bà bỏ lại hả là này luôn. Hoặc muốn làm mà chưa làm. Hả là cái lơ mà hết lơ. Chúng ta hãy tiếp nối và chặt tay rồi
chúng ta hãy mở rộng ra lỗ nào đấy, để khi đến phiên chúng ta nằm xuống mà cũng có thể không biết xong, thì cái vùng đất Di Linh này lại tiếp tục mở rộng và tiếp tục phì nhiêu. Đó cũng là cái ước muốn của chúng ta khi cử hành thánh lễ hôm nay. Tôi mời gọi tất cả anh chị em, chúng ta hãy tham dự thánh lễ này trong cái niềm tin và trong cái sự tôi đã ôm đi để bà tổ mắt tập rắc lời giả tổ tập tập pin đó. Xin cảm ơn anh chị. Con xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y về tâm tình, những chia sẻ, những tình cảm dành cho giáo hạt, cũng như những dặn dò cho chúng con trong cái hành trình truyền giáo. Và giờ đây chúng con xin kính mời Đức Hồng Y, Quý Cha, tất cả mọi người chúng ta chuẩn bị dâng thánh lễ. Và năm này cũng là năm mà giáo hội dành riêng
để cầu nguyện cho những người sống trong đời sống thánh hiến. Giáo hạt chúng ta trước đại đa số là sống bằng nghề lao động. Tâm trình mong thế là cháu kết kết lực hoặc chân tê. Xin Chúa cho mồ hôi nước mắt chúng ta đổ ra mang lại những hoa trái dồi dào. Tâm giang ai là lạ. Con hỷ bật hà lạ hề đi. Đi gốc cùng hà hợp hạ. Xin cho các gia đình biết hợp tác trong công việc rao giảng tin mừng của Chúa. Tâm ai là dùn hạ in cái tâm tách tâm rõ yal. Con rõ cho nào yal niệm giả tị. Và đặc biệt góp phần vào để dâng lên cho Chúa những ơn gọi thánh thiện tốt đẹp. Ơn ban giảng in là nhiệm nhập cuộc sống. Xin cho những người sống trong đời sống thánh hiến biết trở nên những chứng tá tình yêu của Chúa. Tăng là cho kí tâm rải kí tâm sát giảng in gốc chân tay tăng cơ bộ giảng in. Để được những điều đó, giờ đây anh chị em chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của chúng ta, xin Chúa thương tha thứ để chúng ta được cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Là cái của ta hết, chúng tôi có lẽ cầm vũ xa thế, ít là chúng ta sẽ đi, để vô lúc chúng tôi đã giả Hồi thu nhận cường Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều yêu xa. Lời tại tôi mỗi đàn, vì vậy tôi xin Đức Bà Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tinh thần tương thân tương ai và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Qua thư gửi tín hữu Corinto mà chúng ta sắp nghe, Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta: hãy đặt hết lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, Đấng là Cha yêu thương, đồng thời kêu gọi mỗi người tích cực thực thi những việc thiện để danh Thiên Chúa tình thương được hết thảy mọi tâm hồn nhật tiết ca tụng. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức. Như đã chép rằng, người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của người sẽ tồn tại muôn đời. Đấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề để đi hành mọi việc bác ái. Qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa. Lạy Chúa, đất chưa tràn ân lo của Ngài. Lạy Chúa, đất chưa tràn ân lo của Ngài. Hồn tôi hơi chúc tụng Chúa đi, lời Thiên Chúa. Ngài
cộng đoàn đáp và ở cùng thầy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh thánh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tin vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Bài phúc âm có hai điều Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta. Một điều là Chúa cấm. Một điều là Chúa ra lệnh phải làm. Chúa cấm điều gì? Chúa cấm đừng có lo lắng. Cần ra những bất cần bánh cơ nôn cơ lôi bỏ yếu. Đừng có bồn trồn. Bánh ngọt cho bồn yếu. Đừng có vất vả suy nghĩ. Bánh cơ lôi cơ nôn yếu. Để coi ngày mai mình ăn gì. Làm xin ngày hình chi hay xả. Mình uống gì? Chi hề hùi. Mình mặc gì? Chi hề sọ. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa cấm chúng ta làm việc vất vả. Đức hiệu ở đi là cần hành vật cao hề bánh lương hoặc bồn là. Nói như vậy không có nghĩa là Chúa suối chúng ta cứ ăn không ngồi rỗi. Đức hiệu ở đi là cần hành vật chul một hề âm gói xa gói. Nhiều đoạn phúc âm khác đã xác định rằng chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cái mà ăn. Ghê gồm tâm sao cho nào dân nhằm thay cũng đớt sổ bộ hệ tạp bằng tố bộ hệ bê bằng hà sông cây sẵn. Nhưng nếu suốt ngày cứ nghĩ đến cái ăn thì là chốt một ngày, ba ngày có lôi xuống từ bà ta xa. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mặt cho thật đẹp. Tụ lây không có lôi là bê lây phòng cả hàng cả đêm. Đêm ngày cứ lo lắng làm sao cho cái nhà của mình nó càng ngày nó càng đẹp, nó càng lớn, nó càng rộng. Mà ngày cái lôi lôi lây cái hiệu niệm nàng ít, ơn ít. Khi một con người cứ ngày đêm lo lắng như vậy thì còn gì nữa là cái cao quý của con người. Nên thì là ngày mang lôi xuống bị hớt. Cái chi lời tài tớ mà lão cần lưu xin phải. Nếu người con cái của Chúa mà cũng chỉ lo lắng như thế gian thì còn gì nữa là con cái của Chúa. Nếu là ổ con nhàng thì mà có lưu cân hồn là châu tôn nhà. Cái chi găm là hề là con ổ nhàng thì phải. Chúa đã không nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cho mặt trời mọc trên kẻ lành và người dữ.
Ngài cho sương sa xuống trên người công chính của cũng như người bất lương hay sao? Giang này ở đất số bột hề là giang ai mà tôi ngay đích, cháu niềm cháu yêu. Vậy điều Chúa cấm là điều này. Ghen cho nào giang bất cắt là cho nào đâu? Chỉ biết cái thân xác mà thôi. Vì nghĩ xa chăm bộ lâm. Chỉ biết ăn uống nhậu nhẹt mà thôi. Vì nghĩ xa vô lâm. Chỉ biết trưng diện cái bên ngoài mà thôi. Vì nghĩ bà nam ta phải tiền lắm. Chỉ biết ở nhà cao đi xe đẹp mà thôi. Vì nghĩ âm hiệu. Để niềm lắm. Nếu Chúa ban cho chúng ta được những điều đó thì cảm ơn Chúa. Là giang bà ấy yên cho đau hết kìa, cũng ơn ngay giang. Nhưng điều thứ hai là điều Chúa bảo phải làm. Bây giờ cho nào thứ ba là cho nào cần phải số hề bằng lúc. Vậy làm cái gì đầu tiên? Ngày chỉ đây là ai cho hề bằng lúc lại. Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Rồi chắc tết là cả một giang đi. Hãy tìm kiếm sự công chính thánh thiện của Chúa. Rồi thế thì bà ta sâu linh, bà ta nhằm gốc nhằm đi. Hãy tìm kiếm sự thật, sự cái chân lý của Thiên Chúa. Rồi chắc thế bà ta ngăn môn nhằm đi. Hãy tìm sự kìm sự công bằng của Chúa. Rồi thế thì bà ta rinh tròn nhằm đi. Và khi một người con cái của Chúa mà thêm kiếm lo lắng về những điều đó, làm tú ông còn nhàng đi cho chắc ta lại cho nó hức, thì Chúa ban cho những điều đó và Ngài còn ban cho tất cả những điều khác còn lại. Nên nhà hức ba ông còn in đó hức lại cho nó thay thay. Ngài bảo với chúng ta có lo lắng cho lắm đi nữa thì cũng không làm cho cái sợi tóc nó mọc lên hay nó dài ra. Ai đó sợ bồ đề, bồ la bồ đề có lời con hồn, hèn tú ở đây luôn. Thế sợ hình, cứ cho mà lâu tay. Chúng ta không thấy là vạn vật trên đời này đã được luân chuyển một cách tốt đẹp trong quyền năng của Chúa. Bồ đề ở bộ là Chúa là bà ta làm cổ trang đồ. Này cứ lọt, cứ nặng cứ nọt, cứ nặng đi luôn. Và khi chúng ta bắt đầu sống ích kỷ và kiêu ngạo, thì chúng ta biến đất đai trở nên khô cằn. Chúng ta biến cây trái trở nên độc địa. Chúng ta làm cho sông ngòi giết đi các con cá và con vật ở dưới nước. Nói một cách khác, khi chúng ta lìa xa Thiên Chúa, khi chúng ta lìa xa giới răn của Ngài, thì chúng ta tự giết chết mình. Người dân tộc của chúng ta từ xa xưa đã biết cái chân lý đó. Còn cháu hề bố giúp với nhau kể nghe kích cho nó ngăn một hớt. Ngày nào sống ngày đó. Ngày lê kể kích ngày hớt. Ngày nào sống bình an và hạnh phúc ngày đó. Ngày lê cũng kích lưng áp lưng ngay mà cho họp ngày hớt. Kể từ khi chúng ta bắt chước cái thói của thế gian thì từ đó xóm làng và gia đình của chúng ta trở nên nơi bệnh tật và nơi mất hạnh phúc và bình an. Bơ tơ tơ ngay bồ đề chắc cùng tụ nhà đi tì hiện hiệu hát hê lơ gớt bà ta có đi đi sát mà lơ gặp là ngày bài. Vậy anh chị em thân mến, ôm em bà anh tôi mô bắt đầu một năm mới, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cho Chúa. Sông toàn tôi sẽ năm ba kèm bồ đề pin mặc nàm bếp chào tết hàng tin. Hãy tìm nước trời trước đã. Rồi chắc tết tôi gặp trô lại chút. Hãy tìm sự công chính của Chúa trước đã. Rồi tết mà ta xong đi dàn đi lại chút. Hãy đem lời Chúa mà thi hành trong đời sống. Ai tết thế nào dàn đi is love tâm lại is. Hãy sống yêu thương và tha thứ cho nhau. Tâm cổ bao tết, tâm sang loài bao tết. Hãy giúp đỡ nhau. Tâm đông cò tết bạn. Thì năm này sẽ là một năm hạnh phúc và bình an cho tất cả.
Logos senang cak lengai boleh ini. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là suối nguồn ân phúc, Người không ngừng thi thố tình thương cho nhân loại. Trong niềm hạnh phúc được làm con Chúa và với những ân huệ Người ban trên cuộc đời mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin. Hợp với Đức Tân Hồng Y Phê-rô, chúng ta cùng ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã ưu ái tạm ban cho Ngài hồng ân cao quý qua Mẹ Hội Thánh. Nguyện xin Chúa tuôn đổ xuống trên Ngài thác nguồn ân sủng, tình yêu, sự khôn ngoan, sức khỏe và lòng nhiệt thành để Ngài chu toàn trọn hảo sứ vụ Chúa đã tín nhiệm trao phó cho Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chính quyền các cao cấp được khôn ngoan, đức độ, biết dùng tài năng mà phục vụ công ích để mang lại cơm no áo ấm cho đồng bào và văn minh thịnh vượng cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin cho những người đang sống trong cảnh đói nghèo về vật chất cũng như tinh thần, cách riêng cho những anh em dân tộc trên mảnh đất cao nguyên này nhận được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, để hết thảy mọi người nhận biết mình là con cùng một Cha trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho cộng đoàn phục vụ, cho các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu trong giáo Phật, giáo hạt chúng ta một năm mới đầy sức mạnh tinh thần và thể xác trong ân sủng của Chúa, hầu kiến tạo một cuộc sống đoàn kết, yêu thương, góp phần xây dựng giáo hội địa phương nên một gia đình chan hòa tình đệ huynh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương chúc phúc cho giáo phận Đà Lạt thân yêu của chúng con, cho giáo hạt Dư Linh thân thương này. Xin thương đón nhận những ý nguyện chúng con khẩn nài và ban cho chúng con ơn bình an, yêu thương và hiệp nhất để cùng nhau xây dựng giáo hội và nên chứng nhân tin mừng cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, những dịp đầu xuân công đoàn chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cùng với mọi công việc chúng con sẽ làm trong năm mới, cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được công tác với con một Chúa để thực hiện chương trình cứu độ của người, người hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thân là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chính Cha đã dựng nên con người giống hình ảnh Cha và giao trách nhiệm trong quay trái đất. Chỉ Cha còn sai con một giáng trời để chia sẻ thân phận người lao động và thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Quả vậy, người đã bắt chước Cha hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm rạng danh Cha và mở rộng nước trời ngay tại trần thế. Xin chính vì thế hiệp cùng với các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng rằng: Hãy làm việc này
và nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Phêrô, Đức Giám mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyên thuộc chúng con đã lý trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chúa nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thân người đây, chúng ta dám nguyện rằng lời cha chúng con là trên trời, chúng con nghe theo cha là sáng, được cha chỉ lên thì cha để nơi đâu như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay được thật hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha thứ xin cho để chúng con ra chưa thắng lộ như cơm chúng con cho mọi sự dư. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị
chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, nhằm xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, nhằm xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, nhằm xóa tội trần gian, xin đáng bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai đừng mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trần gian chưa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ thành thánh. Để việc nước lễ được trang nghiêm, sẽ có người điểm cho nước lễ. Xin quý cha cho nước lễ đi theo hướng dẫn tiên. Sơn Lời cảm ơn Đức Tân Hồng
và quý cha đồng tế, em xin kính mời chị. Chúng con trân trọng kính mời Đức Hồng Y và quý cha an toàn. Trọng kính Đức Hồng Y khả kính, con xin phép dùng cách xưng hô Đức Cha để biểu lộ sự thân mật tình nghĩa hơn. Kính thưa Đức Cha đáng kính mến và rất thân thương của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha đã chọn tu viện chúng con làm điểm hẹn gặp gỡ các con cái của Đức Cha trong giáo hạt Di Linh này. Điều đó nói lên tấm lòng ưu ái đầy tình cha của Đức Cha đối với chúng con. Ngay từ khi mới nhận được tin Đức Cha được Đức Thánh Cha Francisco tuyển chọn vào hàng Hồng Y, Đức Cha đã hẹn đến thăm chúng con và dâng thánh lễ tại nguyện đường mới của chúng con. Một nguyện đường đã được Đức Cha quan tâm cầu nguyện từ lúc xây dựng cho đến ngày thánh hiến. Chúng con rất thân hạnh sung sướng về sự liên đới hiệp thông quý báu này và chúng con vô cùng biết ơn. Đáp lại tấm lòng cha của Đức Cha, chúng con nguyện luôn luôn là những đứa con thảo hiếu, vâng phục, yêu mến và đồng cảm với Đức Hồng Y trong trọng trách của vị Hồng Y của cả giáo hội Việt Nam. Chúng con xin hỗ trợ Đức Cha bằng lời cầu nguyện tha thiết của chúng con và bằng sự tận tâm chăm lo cho anh em dân tộc thuộc sứ mệnh đã trao phó cho chúng con. Chúng con xin Đức Maria mẹ của Hội Thánh và Thánh cả Giuse, bổn mạng của giáo hội toàn cầu và cũng là bổn mạng riêng của giáo hội Việt Nam, luôn đồng hành, bảo vệ và nâng đỡ Đức Cha trong mọi lúc, nhất là trong những khó khăn của thời cuộc, của xã hội con người mà Đức Cha phải đương đầu trong cương vị Hồng Y của giáo hội Công giáo Việt Nam. Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các cha đồng tế đã vui lòng đến để dâng lễ và hiệp thông trong thánh lễ trong dịp vui mừng này của giáo hoạt chúng ta. Xin Chúa ban ơn trợ lực và đáp cha thay cho chúng con. Mấy mươi năm qua, mỗi lần có dịp đi ngang trên tuyến đường này để đi Bảo Lộc hay đi Sài Gòn thì hầu hết tôi đều ghé vào thăm cộng đoàn này. Và hôm nay, do lòng ưu ái của Đức Cha Tôn, Ngài cho tôi được gặp hàng linh mục và cộng đoàn dân Chúa ở hạt Di Linh, thì hội đồng đã dâng cái thời giờ và cái cơ ngơi này để làm nơi gặp gỡ. Và khi chúng ta gặp gỡ trong cái lễ này thì các cha ở trong giáo hạt cũng cảm thấy là một nơi đón tiếp nồng hậu và thật tình. Và anh chị em tu sĩ giáo dân ở hạt Di Linh cũng cảm nghiệm được đây cũng là một phần của gia đình giáo phẩm. Điều đó đã thể hiện được một cái nét đẹp đã có
từ hơn 50 năm qua của dòng Kinh Vương trên hành đất giáo phận Đà Lạt. Nét đẹp đó là đồng hành. Tôi chỉ xin nói với chị tổng phụ trách, với tất cả anh chị em Kinh Vương, chỉ cần ghi nhớ điều đó thôi. Hãy luôn luôn đồng hành với giáo phận này. Hãy chia vui sẻ buồn, hãy cộng tác, và đồng thời cũng sẵn sàng hứng chịu những thử thách. Đó là cái cách thức mà Chúa gọi chị các chị em. Tôi còn nhớ ngày mà các chị em xin phép rời cái nhà mẹ từ đây về Bùi Môn. Chúng tôi thật sự thì cũng đau lòng vì thấy nó mất mát một cái gì đó. Nhưng rồi cái đau lòng đó chỉ thoáng qua, vì các chị em còn lại đã tiếp tục, đã rất nỗ lực và cứ phục vụ giáo phận cũng tốt đẹp như xưa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái kết quả như hiện tại. Tôi cũng xin được hợp ý với Đức Cha Ân Tôn và giáo phận Đà Lạt, cảm ơn các chị em hội dòng, và chúng tôi cũng rất là mong hội dòng tiếp tục cái cuộc đồng hành này để chúng ta thực hiện chương trình cứu thế của Chúa ở trần gian. Để được như vậy, giờ đây tôi nguyện xin Chúa chúc phúc cho tất cả các chị em, chúc phúc cho tất cả chúng ta, chúc phúc cho tất cả hạt Di Linh, và chúc phúc cho giáo phận thân yêu của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn đời tuôn đổ trên anh chị em, giữ tràng phúc lành của Ngài và gìn giữ anh chị em suốt cả năm ấp mùi này được hồn an sát mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cây, và cùng với lòng nhẫn nại thánh thiên được kiên vững trong cùng một đức mến. Xin Thiên Chúa xây đắp sắp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em được bình an của Ngài. Xin Ngài nhân lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và không ngừng dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
cùng ghi lại những hình ảnh lưu lượng hàng ngày đến yêu thương và đầy tình yêu thương của Chúa hôm nay. Mình chào kính mời quý vị đồng ý và quý cha. Và cũng xin trân trọng kính mời quý tu sĩ nam nữ và quý chức cũng xin vui lòng cùng chuẩn bị để ghi lại những hình ảnh lưu lượng.